Xin chào các anh em đã quay trở lại với kênh chia sẻ đồng hồ đồ nhật của Thiện Phú. Bên dưới video này có một nút đăng ký màu đỏ nằm bên phải màn hình. Khi anh em nhấn vào nút đăng ký màu đỏ là anh em đã theo dõi kênh chia sẻ đồng hồ đồ nhật của Thiện Phú. Và khi Thiện Phú ra những video mới nhất thì anh em sẽ là người ưu tiên nhận được những video sớm nhất, không bỏ lỡ những cái sản phẩm mà mình yêu thích. Cảm ơn anh em đã tin tưởng theo dõi kênh chia sẻ đồng hồ đồ nhật trong thời gian vừa qua. Hôm nay Thiện Phú review 44 mẫu sản phẩm, bao gồm đó là đồng hồ và mắt kính nha anh em. Mẫu đầu tiên, con này là con hiệu Citizen Automatic Made in Japan của Nhật. Con này niền vàng hồng nha anh em. Niền mã vàng hồng. Dây đờ mi. Con này máy vàng luôn nha anh em. Size 40.91. Đây là trong liền nha anh em, còn bên ngoài một chút thì size 43.08. Độ mới còn khá cao. Có hai ô cửa sổ lịch, một là ở nằm ở góc 9 giờ và một là nằm ở góc 3 giờ. Dính bụi trên mặt thôi nha anh em chứ không phải bị trầy. Máy rất là đẹp. Ồ, cái con này là nó dùng bằng kính sapphire luôn nha nè. Đóng cái sườn này là sàn sapphire này. Cái này có khả năng làm bằng sapphire. Con này mẫu số 1 giá là 2,3 triệu. Và mẫu số 2, con này hiệu Siwat. Mặt nó lỗ cơ trước và lỗ cơ sau. Mặt vàng nha anh em, mặt vàng vàng kim. Size 36.08. Lỗ cơ sau. Chạy máy thì sĩ Siwat. Con này mẫu số 2 giá là 2,5 triệu. Qua mẫu số 3. Mẫu số 3 con này hiệu là Fubo Design. Con này chạy pin sorry anh em. Con này chạy automatic và nó dùng bằng kim xăng nha anh em. Mình lên cốt như thế này thì nó cái kim xăng này nó sẽ lên. Lên càng cao thì cái trữ cốt nó càng lâu. Con này nếu mà lên full thì có thể chạy khoảng 24 giờ. Đến 36 giờ. Con này nó có kim dạ quang nha anh em. Kim dạ quang và lỗ cơ sau. Cái hoa lăng nó quay nhưng mà cái trong này nó có ba cánh nó quay theo nha anh em. Size 39.90. Con này mẫu số 3 giá là 2,4 triệu. Qua mẫu số 4, con này là con đồng hồ hiệu là Rolex.
toàn thân mạ vàng hồng. Con này size 39.49. Niền nó đến đá rất là bự nha em. Con này mẫu số 4 giá là 2,5 triệu. Qua mẫu số 5. Mẫu số 5 con này hiệu Rolex luôn. Niềng nó không xoay được nha nè. Size 40.7 à 47. Dây đường mi. Núm cổ chai chống nước nha nè. Con này mẫu số 5 giá là 2 triệu. Qua mẫu số 6, con này là con hiệu là Galaxy. Classic nhưng mà hiệu của nó là hiệu Kogu, thương hiệu của Italy. Size 42.56 nha nè. Con này nó thiết kế là bị nghiêng qua một bên. Con này thiết kế là nó làm thiết kế dọc theo xuống đây, chứ không phải là làm trục tâm. Thiết kế lệch về một hướng. Bữa để nó dính keo, nó dính cái mạc giá ở đây. Con này con này size 42.55. Mẫu số 6 giá là 1,8 triệu. Qua mẫu số 7. Mẫu số 7 con này hiệu Anika, thương hiệu của Thụy Sĩ. Dòng cơ cốt cổ nha anh em. Vàng còn khá đẹp. Con này bọc vàng 20 micron. Con này bọc vàng 20 micron nha anh em. Size đúng 35 luôn. Mặt sau như thế này. Hình cánh hoa nha anh em.
bộ máy đắng để sưu tầm nha anh em. Bộ máy cực kỳ đẹp. Máy vàng hồng, giống như là máy của Omega. Chạy 21 chân kính. Có ký hiệu đây. 03270. Vàng chưa có tróc nha nè. Con này mẫu số 7 giá là 2,3 triệu. Qua mẫu số 8, con này con hiệu Cartier. Con này chạy tự động luôn nha anh em, chạy hai kim. Chạy hai kim. Lộ cơ sau. Đấm đính viên đá màu xanh dương nha anh em. Size 34.56. Con này mẫu số 8 giá là 2,1 triệu. Qua mẫu số 9, con này con hiệu Oren, chạy 21 chân kính. Size 36.94. Lịch nó lịch bấm nha nè. Oren. Thương hiệu của Nhật Bản. Máy da bàn nha nè. Con này mẫu số 9 giá là 1,4 triệu. Qua mẫu số 10. Mẫu số 10 con này con hiệu là Jack Harrison. Size 40.40. Chạy automatic, mặt vàng, mặt của nó là lỗ cơ vàng phía sau luôn. Máy vàng luôn nha anh em. Nấm vẫn còn nguyên sinh. Con này mẫu số 10 giá 2,1 triệu. Và mẫu số 11 con này con hiệu Fubo Design. Niền vàng hồng, dây điềm mi vàng hồng luôn. Size 42, 41.99, gần 42.
Con này chạy hai chim nha nè. Chạy dòng máy của Nhật Miyota 21 chân kính. Con này mẫu số 11 giá là 2,2 triệu. Qua mẫu số 12, con này hiệu là Calvin Klein. Còn full hợp mới 100% nha nè. Con này mặt xanh rất là đẹp nha anh em. Chạy pin Thụy Sĩ chính hãng. Chạy 2,5 chim. Độ mới hoàn hảo, chưa có một vết trầy xước nào hết. Size 42.51. Chưa có một vết trầy xước nào hết nha anh em. Có mã chích vạch ở đây. Con này mẫu số 12 giá là 2,3 triệu. Chạy máy V8 của Thụy Sĩ chính hãng. Qua mẫu số 13, con này con đồng hồ hiệu Rolex, niền đá nha nè, niền đá cây đá hột rất là to và màu của nó thay đổi. Size 40.06. Toàn thân nó mạ vàng. Bốn cái chân dây đều mạ, đều đính đá nha nè. Đá của nó làm từ màu xanh chuyển nhạt qua màu tím qua màu đỏ, màu vàng và màu xanh nhạt lại, rất đẹp. Con này mẫu số 13 giá là 2,5 triệu. Qua mẫu số 14, con này hiệu là Dominic nha em, hiệu Dominic full hợp 18 cộng nha. Tôi lấy 18 cộng. Con này lũ mới rất là cao nha nè. Dominic mặt màu xanh nha nè. Mặt màu xanh nhìn rất đẹp. Size 43.39. Dominic 18 cộng.
mặt không có một vết xước trầy nữa nha nè. Đồ mới hoàn hảo luôn. Lịch đến 2026 luôn này nha nè. Cái niền này, cái nút này có thể xây được cái niền này. Mới chưa xé ni lông luôn này nha nè. Lúc này con này mẫu số 14, giá là 3,1 triệu. Qua mẫu số 15 nha anh em. Mã số 15. Con này nó nằm trong cái hộp như này nha anh em. Nó về nó nằm trong hộp hộp hiệu này, nhưng mà cái con này là con hiệu khác nha anh em. Con này là con hiệu Dufa nha anh em. Hiệu Dufa của thị sĩ. Chính hãng nha anh em. Con này chạy pin kim trôi nha anh em. Pin kim trôi. Nhìn cực kỳ đẹp luôn. Size 41.43. Độ mới cực kỳ cao luôn. Không có một vết trầy xước nào ở mặt kính cả. Và sườn đều không có vết trầy. Sáng bóng luôn. Dufa của Thụy Sĩ. Dây vẫn còn nguyên bản nha anh em. Dufa. Cực kỳ chất lượng. Lịch nó nằm ở góc 6 giờ. Con này là nó made in Germany nha nè. Đồng hồ của Germany. Pin kim trôi cực đẹp. Rất hiếm gặp những con như thế này. Mặt nó là màu xanh đậm nha nè. Màu xanh đậm chứ không phải là màu đen nha nè. Màu xanh đậm mình nhìn kỹ mình thấy màu xanh đậm. Nhưng mà nhìn sơ qua thì thấy mình tưởng là màu đen. Cực kỳ đẹp luôn. Con này mẫu số 15. Mẫu số 15 giá là 3,3 triệu. Qua số mã số 16. Mã số 16 con này con đồng hồ của nó để xì quýt mót nhắc của Nhật. Size 36.08. Mặt của nó có thứ ngày dành tròn theo cái tròn này luôn như này. Con này mẫu số 16 giá là 500k. Qua mẫu số 17, con này con đồng hồ hiệu Titanium AGS nha nè. Con này chạy pin bán tự động. Nó là dự pin dự cơ. Phía sau nó có hoa lăng và bên trong thì nó có cả pin.
Toàn thân nó làm bằng chất liệu titanium rất là nhẹ. Size 36.44. Titanium AGS hiệu dòng của Seiko. Dây cũng rất khá là rộng nha anh em. Con này mẫu số 17, giá là 1.100.000. Qua mẫu số 18, con này con đồng hồ của Thụy Sĩ. Dây đề mây vàng, mặt còn rất là sáng. Pin đã thay mới. Con này giá là 700k. Máy đây nha anh em. Vàng còn khá đẹp. Con này núm có đính viên đá nữa. Mẫu số 18, giá là 700k. Qua mẫu số 19. Mẫu số 19 con này hiệu là Citizen Da Eco Drive. Size 37.79. Khá mỏng. Chạy hai kim. Mặt khá là đẹp. Con này mới còn cái tát nữa luôn nha anh em. Khá mỏng nha nè. Con này mẫu số 19, giá là 700k. Con mẫu số 20, con này con đồng hồ của Nhật, niền khía Full Rolex. Size 35.31. Những cọc số nó đính đá nha nè. Hình cái vương miện. Con này hình vương miện. Con này mẫu số 20, giá là 700k. Dây nó hơi cũ. Và mẫu số 21, con này con hiệu Rolex của Nhật. Niền đính đá nha nè. Mặt đen chạy hai kim. Size 33.98. Con này dây rất là hay, là nó có thể kéo như này và thả ra dán đây, dán vô dính. Tay mình đến đâu thì mình kéo nó.
con này mẫu số 21 giá là 950k. Còn mẫu số 22. Mẫu số 22 con này hiệu là Đô Movado nha anh em. Hiệu Movado. Kính nó tràn viền luôn. Size 39.71. Con này thương hiệu Thụy Sĩ nhưng mà máy Nhật nha anh em. Con này sáng bóng luôn. Movado. Con này mẫu số 22 giá là 900k. Qua mẫu số 23. Mẫu số 23 con này hiệu là Galup. Con này hiệu là Brokina nha anh em, của Nhật. Toàn thân mạ vàng hồng. Mặt nó xoay rất đẹp. Đến đá. Size 46. Con này size 46.55. Dành cho anh nam tay hơi to, vừa và to nha anh em. Con này mẫu số 23 giá là 1.400.000. Con số 24, con này con đồng hồ của Thụy Sĩ nha anh em. Niền của nó là niền của là bằng đá ceramic. Cái viền này nó có giống như khảm trai. Thì mở con này ra. Con này chạy máy Ronda nha nè. Con này chạy máy Ronda. Ngoại hình rất đẹp nha anh em. Mặt nó nhìn kỹ rất là đẹp luôn. Mẫu số 24 giá là 850k. Qua mẫu số 25. Mẫu số 25, con này là con đồng hồ của Nhật Bản. Con này hiệu là Dizen. Size nó rất là bự. Con này khả năng là đang hết pin nha anh em. Khả năng là đang hết pin. Anh em nào mua thì Thiện Phú sẽ thay một viên pin mới. Pin xịn. Size 48.63. Rất là bự nha anh em. Mặt sáng.
Con này mẫu số 25, giá là 800k. Còn mẫu số 26, con này con đồng hồ hiệu là Vacheron Constantin. Mặt nó đây, tính size 37.98. Con này mẫu số 26, giá là 800k. Qua mẫu số 27, con này hiệu là Armani nha anh em. Size 38.11. Mặt nó rất đẹp. Chạy máy Nhật. Lịch lọc góc 6 giờ, con này mẫu số 6, mẫu số 27 giá là 800k. Và mẫu số 28, con này hiệu đi đúp. Chạy máy vàng nha anh em, chạy máy vàng của Nhật. Để mở thử. Nó cứng. Chạy máy Toyota nha anh em. Con này với con kia chạy máy giống nhau. Con này mẫu số 28 giá là 850k. Còn mẫu số 29, con này cũng vậy nha anh em. Mặt nó màu trắng. Dây vẫn còn nguyên zin. Máy cũng vàng như vậy. Cho mở ra ép lại nó hơi khó. Con này mẫu số 29 giá là 850k. Qua mẫu số 30. Mẫu số 30 quên đo size nha anh em. Con này size 41.09 nha anh em. Qua mẫu số 30, con này là con đồng hồ hiệu siêu Technot nha nè. Hiệu Technot vẫn còn một mắt dây. Technot làm bằng đá ceramic và đá bằng mặt kính sapphire. Ceramic. Dây nó thiết kế rất là đẹp. Cái này là do nó dính keo như này, này chùi là đi này. Nó rất là sáng bóng.
Con này size 28.17. Con này dành cho nam chứ không phải nữ nha anh em. Con này mẫu số 30 giá 1.600.000 và mẫu số 31. Mẫu số 31 con này đồng hồ rất đẹp luôn, còn full hợp. Mặt của nó là màu xanh Unifi, chạy 2.5 kim. Form rất đẹp nha nè. Dây da cực kỳ là đẹp và dày. Dây da nguyên ring, nguyên bản. Dây da bò nha nè. Chạy 2.5 kim, chạy pin. Độ mới 99%, size 38.03. Con này mẫu số 31. Mẫu số 31 giá là 1.800.000. Nó còn một cái gì đây để mở mất dây phải. Là gì biết. Còn mẫu số 32. Mẫu số 32 đây là một cái kính nha nè. Full hợp. Cái kính này trị giá là 24.000 yên. Rất là đẹp. Gọng như là gọng đầu mồi á. Con này nó làm bằng, nó để là 12K bằng trắng nha nè. Kính này rất là nhìn rất là đẹp. Size 10 nó để là 141.35. Con này mẫu số 32. Giá là 2.000.000. Mua mới con này cực kỳ mắc. Qua một số 33. Một số 33 đây là một cái kính hiệu Ray-Ban. Nó màu hơi xanh nha nè. Con này size 140.54. Con này mẫu số 33 giá là 1.100.000. Con mẫu số 34, con này là một cái kính của nữ nha anh em. Gọng này. Nhìn rất là phong cách. Thơm, bo râu, New York. Làm bằng chất liệu gì thì không rõ. Bên trong này là nó làm bên trong này. Size 144.77.
con này mẫu số 34 giá là 1.100.000, qua mẫu số 35. Mẫu số 35 con này là con đồng hồ của Nhật, 4 góc đến 4 viên đá nha anh em, toàn thân nó mạ vàng. Con này dành cho nữ hoặc là nam tay nhỏ, hình bắt quái nha anh em, size 31.29. Con này một số 35 giá là 500k. Còn một số 36. Một số 36 con này nó là bằng đá gì nè, rất là đẹp. Bọc vàng rất là dày. Con này nữ đeo thì rất là đẹp luôn. Hình cái đồng hồ cát hay là gì đây, hình ngôi sao hay là gì đó, có biểu tượng đó này. Con này dành cho nữ, rất là nhỏ, size 12.04. Con này mẫu số 36 giá là 1.100.000. Đồng hồ nhìn rất là chất lượng nha anh em. Qua mẫu số 37, con này con đồng hồ full hợp. Một đồng hồ nhưng mà nó có rất là nhiều mặt nha. 2 4 6 8 9 và đây nữa là 10 cái vòng tròn để thay phiên nhau. Thì một mua một cái nhưng mà thành ra mình có thể xài được 10 mẫu khác nhau. Khi mình không thích cái mẫu này thì mình đổi mẫu khác, dạng cái niềng này thay niềng khác, thay vào niềng màu này. Không thích thì thay niềng khác. Con này đồng hồ của Japan nha này. Size 26.55. Hiệu nó đây nha nè. Giờ gì nè, giờ ít xa, giờ ít xa ly. Con này mẫu số 37 giá là 900k. Qua mẫu số 38. Mẫu số 38 con này hiệu là Sotina Matic. Con này chạy tự động nha nè, dành cho nữ. Con này đồng hồ của Thụy Sĩ, size 20.82. Máy bóng kính luôn, máy nó rất là mới. Đồng hồ này là đồng hồ cổ nha nè, tự động, cơ cổ. Con này mẫu số 38 giá là 1.200.000. Con này nữ đeo cực kỳ đẹp. Ai mà thích dòng cổ thì sưu tầm em này. Qua mẫu số 39, con này con đồng hồ hiệu Seiko Cuba, chống nước 200m. Con này đồng hồ nhìn rất là đẹp nha nè. Cái mặt của nó có khảm sờ cừ nhìn xéo, nó rất là bóng. Kim cọc của nó dạ quang. Size 29.66. Con này chống nước cực kỳ cao.
Con này trong nước đi tắm thoải mái luôn. Mẫu số 39 giá là 600k. Và mẫu số 30, mẫu số 40 mẫu số 40 con này hiệu là Technot, chạy cơ cót nha nè. Dây khóa vẫn còn nguyên zin. Size 18.43. Đồng hồ của Thụy Sĩ. Con này mở máy cứng quá. Chắc chắn là đồng hồ của Thụy Sĩ luôn nha nè. Và bao cho nên là Thụy Sĩ. Nó có đóng cái mặt gì chỗ này nè. Con này một số 40 giá 600k, 650k. Còn một số 41 con này hiệu Valentino nha nè. Đồng hồ quả quýt hiệu Valentino. Cái chỗ này mình có thể lấy cùn đó, mình chùi lại đi. Quả quýt này còn rất là mới nha nè. Con này mẫu số, cái này mẫu số 41, size của nó là 47.59, giá là 600k. Qua mẫu số 42. Mẫu số 42 con này con mặt đồng hồ nhưng mà dây chuyền nha nè, có thể mình đeo làm dây chuyền luôn. Nó có ký hiệu gì trên này. Mặt rất là sáng. Cái này là nó dính mực nha anh em. Cái này mình lấy cùn chùi là đi liền. Rất là mới luôn. Con này mẫu số 42 giá là 700k. Còn mẫu số 43. Mẫu số 43 con này cái thương hiệu của nó này, nhìn cái thương hiệu Mercedes. Titanium. Toàn thân nó làm bằng titanium rất là nhẹ và kính nó chưa trầy xước một chút nào hết. Size 36.48. Mặt nó chia ra từng múi như này, từng ô như này. Còn nhìn thấy khá mới. Con này mẫu số con này mới lắm nha nè. Mới mà chưa xé phía sau này. Titanium, mẫu số 43 giá là 750k. Qua mẫu số 44. Mã số 44 con này là con đồng hồ vàng đúc nha anh em. Vàng đúc 18k. Hiệu nó là hiệu Citizen. Vàng đúc đây 18k. 750. Vàng rất là dày. Vàng của nó là nó nguyên cả mặt sau này luôn nha anh em. Nguyên một miếng nha anh em. Là vàng luôn. Cho nên là vàng nó rất là nhiều. Bốn cái chân dày nó nhìn khá là dày nha anh em. Bốn chân dài nó, cái cục này nó cạp, cục này rất là dài. Vàng 18k nó mắc hơn cái vàng 14 nha anh em. Con này mẫu số 44 giá là 3.900.000. Nhớ tiền phú đo sai.
Size con này 14.97 và nó là được chiều dài của nó là 27.20. Nhìn bốn chân dây nhìn vàng không là rất là dày nha nè. Và mặt sau này nữa. Con này chạy cơ cót 17 chân kính. Dành cho nữ. Nữ đeo con này rất đẹp. Vàng đúc. 4. Con này là mẫu số 45. Mẫu số 45 nhưng mà tiệm phú ghi lộn là 43. Để sửa lại nha này. Con này là mẫu số 45 là hiệu là Anika nha anh em. Hiệu Anika, con này chạy cơ cót. Anika Thụy Sĩ nha anh em, cơ cót của Thụy Sĩ. Dòng những cái dòng như thế này là dòng cơ cót cổ hết. Size 21.16. Con Anika này nó chạy máy vàng nha anh em. Máy vàng rất đẹp. Anika Switch. Con Anika này mẫu số 45 nha anh em. Mẫu số 45 giá là 750k. Và video đến đây đã kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh chia sẻ đồng hồ nội địa Nhật. Và xin hẹn gặp lại anh em trong một video tiếp theo.